Hello mọi người. Xin chào tất cả các chị. Ok, Ngọc Bích chào Ngọc Bích nha. Chào Kiều Trinh, chào tất cả các chị. Ok, chào tất cả chị nha, chào tất cả các chị nào. Chào nhẹ nào, chào nhẹ Hồng Hạnh nào, chào kem bông tuyết nào. Kem bông tuyết ơi, sử dụng bộ sản phẩm sao rồi chị yêu? Ok, chào tất cả mọi người. Vừa gội đầu xong nên mà đầu nó hơi ướt ướt một tí này. Chào tất cả các bác nha. Tư vấn làm đẹp này với cả là hỏi lý do bo màng của các bác là cái gì đấy? Mà tại sao có một cái váy em US thôi, hôm trước em thanh lý cái váy á, cái váy em mặc một lần ý, cái váy em mặc một lần ý, mà tại sao còn bo màng của em được, mới lạ cơ chứ, không hiểu như thế nào luôn. Chào Mai Thùy Linh, ok, chào Dương Nhung, chào Nguyễn Trang, chào tất cả mọi người đang làm gì? Mọi người đang làm gì đấy? Buổi trưa rồi. Đức Trung, chào Đức Trung nha. Da mặt của em thì rất là ok đây, nhìn rất là đẹp. Nhân tiện chờ mọi người vào xem trang điểm một chút nha. Ok, chào tất cả mọi người. Xinh rồi, tự tin để lên đẹp rồi. Tự tin để lên hình rồi. Nào, hello tất cả mọi người. Hello tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mình đang ở salon và spa của nhà mình. Nên mình đây, mình quay có thể quay này góc góc nào cho nó đẹp đẹp một chút xíu. Tốt lắm nem. À, đang bầu mà mặt đẹp hẳn. Đúng rồi. Da đang bầu, nếu mà các bạn bầu nhá mà muốn trắng da mặt hay là trắng da body vẫn có thể sử dụng được, bởi vì các sản phẩm này nó vẫn có thể sử dụng được cho những bạn mà trắng muốn trắng da mặt hoặc trắng da body nha. Nguyễn Ngọc Tươi, chào Nguyễn Ngọc Tươi nha. Thì cái sản phẩm nhà Linh thì là cực kỳ tốt rồi, kể cả về phần dưỡng tóc. Mọi người nhìn đây, đây đây cái ngăn này 1 2 3, cái ngăn thứ ba là cái ngăn dưỡng tóc. Tất tần tật mọi người muốn dưỡng tóc với giá 100k thì mọi người inbox cho em nha. Một lọ dưỡng chỉ với giá 100k thôi, ship 20k toàn quốc. 100k một lọ dưỡng tóc. Còn hôm nay em hỏi lý do là tại sao mà các chế cứ có màng em thế? Hả? Rất là buồn luôn. Bởi vì hôm nay nhận 100 củ nhưng mà lại bị mấy bạn bo màng, hơi bị buồn luôn. Mà không bóc phốt, không muốn bóc phốt các bạn nữa. Tại vì là bóc phốt nhiều nó nhàm lắm. Không bóc phốt nữa nhá. Bây giờ Linh sẽ không bóc phốt nữa mà Linh chỉ nói nhẹ thôi. Cho nên mà các chế, nếu mà chế nào mà mua hàng của nhà em đừng bo màng nhà em nữa, tội nghiệp nhá. Nào, nhà em đang có dịch vụ hút chì là 49k, dịch vụ trắng răng là 400k. Còn tất cả các dịch vụ nhà em là giá rất là rẻ, và đặc biệt là nhà em chăm sóc khách rất là tận tình và chu đáo nha. Tiêm filler này hay là muốn tư vấn về mi, nối mi các kiểu thì mọi người inbox cho em. Và em đào tạo học viên nối mi, tiêm filler, làm tóc. Em đào tạo học viên là nói chung đào tạo tất cả luôn. Những cái gì em làm thì em đào tạo cho các chế luôn. Hoàng Thùy Dương, nên mà chế nào mà muốn không phụ thuộc vào chồng thì có thể là làm nghề nhá. Làm nghề thì thứ nhất là không phụ thuộc vào chồng, thứ hai là mình có thể là tự do hơn. Đấy, các chế có nhìn thấy góc em livestream nó hơi tối một chút xíu không? Đây, em chuyển một chút xíu sang bên này nhá. Rồi, em chuyển sang bên này đi để cho nó đẹp hơn một chút xíu nhá, để các chế nhìn thấy em rõ hơn. Như môi em mà đang tiêm môi đây này. Đấy, môi em đang tiêm máu môi này. Có nghĩa là em làm em tiêm theo kiểu nhẹ nhàng ý. Tại vì môi em khá là dày rồi, em không tiêm nhiều quá, em tiêm nửa cc thôi. Đây, những bạn nào nhắn tin thì các bạn inbox cho mình nha. Đừng có nhắn tin làm mình đang livestream nó hơi bị ảnh hưởng một chút xíu. Em tư vấn cho các chế về trắng da này, về trị mụn này, về trị nám này, và em tư vấn cho các chế về 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 tóc tai á. Em mới lên màu này các chế cảm thấy là có đẹp không? Màu anh có vàng khói đấy. Các chế có cảm thấy ok không ạ?
Bác chế vào xem đông đông một chút xíu đi ạ. Nickface của em là nickface Ngọc Linh. Nickface của em là nickface Ngọc Linh nha. Nhưng mà em không thể livestream được bởi vì bị chặn livestream rồi. Em bị chặn livestream rồi. Đây các chế nhìn thấy da thật của em rất là đẹp đây. Em vừa đánh kem xong, em vừa sử dụng cái túi kem này này các chế này. Kem mà em đang dùng ấy làm trắng da chị mụn chị nám tàn nhang ấy. Đây các chế này. Em đây nha các chế. Em đây nha, các chế chia sẻ giúp em nha. Em Linh Lê Tê đây nha, Hồng Liên này. Hồng Liên, chào Hồng Liên nha. Chào Hồng Liên nha. Chào chào gì đây? Chào Hoàng Thị Ngọc Thúy này, chào Thu Thị Nguyễn này. Qua em thấy chị mới đi xem chiếc. Ôi dồi ôi, vừa nóng vừa bị lừa em ạ. 60.000 một vé mà lại vừa bị lừa xong. Nguyễn Ngọc Tươi, cảm ơn em nha. Hôm qua mới đi xem chiếc xong mà gặp các bác mà các bác chả chào một câu. Nhung Nguyễn, chào Nhung Nguyễn nha. Bế con mà ôi dồi ôi, nóng mà mất 60.000 tiền phí. Vào xem được đúng 3 tiết mục quay ra luôn, về luôn. Muốn về lắm mà không về được bởi vì là dẫn thêm thằng em đi mà nó không cho về. Thanh Huyền, chào Thanh Huyền, chào Nhung Nguyễn. Lâu lắm rồi không nói chuyện với các tình yêu. Nhung Nguyễn ơi, qua salon làm đẹp đi nào em. Qua salon làm đẹp đi nào. Các tình yêu qua salon hút chì này, thải độc này, trắng da đi nào. Hút chì 49k nhá. Rồi các dịch vụ, ví dụ như là dịch vụ đây, các dịch vụ nhà em đây, trang điểm này, nối mi này, làm móng này. Rất là nhiều dịch vụ luôn, tiêm filler này, nhấn mí này. Đấy, lịch dịch vụ nhà em cực nhiều luôn. Lê Thị Tuyết, chào Lê Thị Tuyết nha. Những chế nào mà đang mong muốn trắng da chị nám tàn nhang nào. Binh Bông ơi, đẹp chưa, tiêm filler đẹp chưa bà ơi. Hoàng Phi Hùng, chào Hoàng Phi Hùng nha. Rồi, Đức Lắc, chào Đức Lắc. Chị xinh lung linh, cảm ơn Nguyễn Ngọc Tươi. Nay chị da chị đen lắm rồi, chuyển nhà mà da đen hết rồi. Đây các bạn này, đó, da bây giờ nó chỉ còn như này thôi. Nó không còn trắng nữa rồi, từ cái hôm đi du lịch về là thấy đen lắm. Lan Anh Bi. Trời ơi, xa thì cũng phải yêu thương chị mà xuống chứ. Nga Sơn. 17 Yên Hạnh, thị trấn Nga Sơn nhá. Các chế nếu yêu thương em thì xuống nhá. Đây, tất tần tật là đầy đủ hết cho các chế đây. Các chế nhìn thấy không? Đó, ngày hôm nay mới được có mấy chục nghìn thôi, mới gội được mấy cái đầu với lại cả là chăm sóc được một da mặt thôi. Đang ế đây, em đang ế đây này. Hà Kiều Anh, chào em. Vân Vân ơi, chuẩn bị xuống học đi em, nay ngả có đau không? Ánh Tuyết Lê, chào em. Rồi, dạo này Trinh thế chị yêu. Chị xinh từ trước đến nay rồi em ạ. Dạo này xinh hơn một chút xíu nào không? Mới tiêm mấu môi đây này, có xinh hơn tí nào không? Tiêm filer ấy, rất là đẹp. Nói chung là nhìn ở ngoài nó đẹp hơn. Nói chung là chị muốn nhẹ nhàng thôi, mũi này, mũi đẹp không? Đấy. Các bác mũi tẹt là đến gặp em là mũi cao ngay. Các bác môi không nhìn trái tim đến gặp em là trái tim ngay. Mắt một mí chuyển thành hai mí nhanh trong vòng 15 phút không đau đớn. Dương Thanh Tươi, chào em. Rồi, chào tất cả các bạn. Mình vẫn bán hàng online bình thường và hôm nay mình mới lấy tiền, đó là 100 củ đấy. Nhưng bạn nào muốn xỉ hoặc là muốn ấy thì inbox cho mình nha. Ngọc Thảo nào, các bạn nói chuyện với mình đi, bây giờ mình livestream mình nói chuyện thôi. Đây là da thật 100% nhá, các chế nhá. Đây này, do là ánh đèn nó hơi tối với lại nó hơi phản nắng, tại vì ở ngoài rất là nắng, các bạn thấy không? Ở ngoài rất là nắng đây này. Đó. Quay như này đẹp hơn không? Chả biết quay như nào cho đẹp nữa, thôi đứng đúng vị trí này luôn cho nó đẹp luôn đi.
Các tình yêu chém gió nào tiêm mũi như vậy được bao lâu hả chị? Lan Anh Bi ơi, tiêm mũi như chị là được 1 đến 2 năm em ạ. Tùy vào lúc em ăn cay hay không, tại vì tiêm filler nó cực kỳ là kỵ cay. Nếu mà em uống rượu bia thì nó sẽ rất là nhanh tan. Mà filler nhà mình là filler ngấm luôn, có nghĩa là khi mà em tiêm xong, ví dụ như cái loại rẻ tiền ấy thì nó sẽ bám và nó sẽ bị tràn ra hai bên mũi này. Nhưng mà cái loại đắt tiền nhà chị á, tiêm xong là nó ngấm luôn, có nghĩa nó là collagen, nó ngấm luôn vào da vào thịt luôn. Kể cả cái môi của chị này tiêm xong là nó tự ngấm luôn, chứ nó không bị ảnh hưởng đến mình đâu. Cho nên mà không phải lo nhá, các chế cứ nhìn thấy. Nguyễn Như Quỳnh, chị nhớ em. Các chế cứ nhìn thấy là bị hoại tủy với lại bị hoại mũi á, với lại cả là tiêm filler nó ảnh hưởng á, nhưng mà các chế yên tâm bởi vì là em đang tiêm filler đây. Đây này, các chế tiêm cằm này. Tiêm cằm của em có đúng nửa cc thôi mà nó nhọn như này. Các chế cần tiêm nhá. Các chế cần tiêm chỉ cần 1 cc thôi là nhọn hoắt luôn rồi. Nhưng mà em thích cái loại cằm tròn như này nên mà em tiêm cằm tròn. Mà giờ vào nó như cằm thật luôn đây này các chế này. Nó không ảnh hưởng gì luôn đây này. Đó, mũi này lắc thoải mái này. Nó không giống như các chế làm thì cái mũi nó không được đụng vào, nghĩa là đụng vào nó không thì chồng không ai chồng nó đấm một phát là nó bị vênh luôn. Nhưng mà riêng em Linh là làm nó không bao giờ bị vênh. Các chế hiểu không? Livestream bằng cái nick đây là cực kỳ ít người xem. Nên các chế nhớ là các chế phải chia sẻ cho em đấy. Nhớ chia sẻ cho em một phát thôi. Chia sẻ một phát thôi nhá. Không cần chia sẻ nhiều đâu. Chia sẻ bột phát cho em Linh thôi. Nguyễn Thanh Huyền, chào Nguyễn Thanh Huyền nha. Ok, chào tất cả mọi người. Các chế vào cho em nha, em vừa chia sẻ rồi đấy. Bùi Thanh Hiền, chào Bùi Thanh Hiền nha. Nhà em có các dịch vụ này, các chế này, đi cùng em này xem một chút cái dịch vụ nhá. Đây, các chế nhìn đây. Đây là tất cả các dịch vụ nhà em. Đó, các chế nhìn thấy chưa? Làm trắng răng, đắp mặt, sông ơi, hút mụn, hút dầu, mặt nạ trẻ hóa. Mặt nạ trẻ hóa. Điện di nâng cơ. Đấy, tất là tật dịch vụ nhà em đấy. Các chế thấy chưa? Còn riêng sản phẩm nhà em đang sale từ 295 còn 190. Nam nữ sử dụng được, ok. Giảm giá, rất là giảm giá luôn. Riêng về cái dưỡng tóc là 100.000 một lọ dưỡng. Lọ dưỡng này với giá là 250 em bán salon. Nhưng em muốn cho các chế, em muốn cho các chế là sử dụng trước, các chế cảm thấy là ok rồi các chế lấy về các chế sử dụng sau. Cô Minh, chào cô Minh nha. Đây sản phẩm nhà em Linh làm trắng da mặt này, các chế này cực kỳ thích luôn. Sử dụng cực trắng luôn và cực kỳ thích luôn. Mà đặc biệt là nó không hề bết rít luôn nhá. Chất lượng kem cực kỳ đẹp. Đây các chế nhìn này, chất lượng kem này. Nay rảnh, nay bác rảnh lắm. Hôm nay đang ế nhăn răng ở đây. Đó, các chế nhìn thấy chưa? Kem test lên là nó ngấm luôn vào da và rất là thích nhá. Đây các chế nhìn em test này. Ngấm luôn vào da chưa? Các chế không nhìn thấy em đánh kem đánh phấn luôn. Mà em không bao giờ đánh phấn khi live stream đâu. Em chỉ đánh cái kem này thôi. Với kể cả là có hôm em để mặt mộc luôn. Có hôm nào mà kiểu đông khách quá đấy, là để mặt mộc luôn đấy. Cũng không cần đánh kem đánh phấn luôn đấy. Không cần đánh kem đánh phấn luôn. Rất là tốt luôn. Chào mẹ Xuyên Hà này. Chào Điệu La Di Phạm này. Em dùng trắng quá phải hãm lại này. Đúng rồi, An Khánh, cảm ơn An Khánh nha. Nếu mà dùng trắng quá thì An Khánh nhá, mua thêm body nha. An Khánh dùng hết body chưa? Trắng quá luôn ý, sử dụng xong là trắng quá luôn. Đây này, cực kỳ tốt luôn. Các bạn ơi, cái bộ trắng da này là nó gồm 6 gói nhá. Các bạn sử dụng trong vòng 2 tháng. Nó có giá là 190.000 đây này. Đấy, gồm 6 gói này đấy, sử dụng trong vòng 2 tháng cơ. Cái này là nhà em là hàng nhập khẩu từ Thái Lan, có nghĩa là không phải là hàng nội địa. Các bạn mua là hàng nội địa. Hôm nay có một chị đến bảo là ôi dồi ôi, chị mua 500.000 bởi vì là người ta xách tay từ Thái Lan. Nhưng mà thật ra là hàng xách tay từ Thái Lan là rẻ lắm. Em xách tay từ Thái Lan về em bán với giá 190, còn em nhập về là 180 rồi. Em lại đúng 10.000 thôi. Còn hôm trước em bán là em nhập cao nên em bán với giá là 295 đấy. Em đang sale cho các bạn với giá là 190 đấy. Chị nám tàn nhang, chị nó có đỏ hết đỏ không? Chị ơi, khi mà dùng ý, nếu mà các bạn da mỏng ý là thường hay bị đỏ mặt đấy. Ngày trước em cũng bị đỏ mặt nhưng bây giờ hết rồi. Nó không ảnh hưởng gì đến da đâu nhá. Là các bạn đừng có nghĩ là nó là chất tẩy nhá.
cho nên rất là nhanh chóng mà các bạn không nghĩ là chất tẩy đâu, tại vì là kem Thái Lan nó hiệu quả như thế đấy. Bản thân em dùng mà ngày trước em sợ quá, em bảo đi mẹ 190.000 thì dùng như nào được, nó có hiệu quả hay không, nhưng mà em dùng xong em mới thấy nó hiệu quả. Các bạn yên tâm 100% nhá. Khánh Vân chào em. Đây bây giờ chị chào em nha, Dinh chị, em Dung nha. Kem này là kem trắng da từ Thái Lan, nhà chị gái chị gửi về đấy, không bắt nắng nhá. Huyền Bi chào em và tất cả các bạn nào mà bom hàng thì tốt nhất đừng nên đặt hàng nha, tội nghiệp lắm. Nhà em có làm hồng nhũ hoa nha, bạn Cu Minh. Nhà em làm hồng nhũ hoa nha các bạn nha. Phun xăm nha, mày môi nha. À Tùng Thanh Mai rồi, ok em sẽ giới thiệu cho mọi người. Đây là bằng của em, đây là bằng phun xăm với cả là bằng trắng da nên các bạn yên tâm 100%. Em làm là em có bằng luôn nhá, cho nên các bạn không phải lo là các bạn phun xăm ở đâu nó có hiệu quả hay không, hay là chăm sóc da nhà em Linh có hiệu quả hay không nhá. Các bạn đừng có bao giờ nghĩ một cái suy nghĩ nó ấy, bởi vì là nhà em Linh làm là nó phải đảm bảo an toàn cho các chế chứ, không có là quản lý thị trường nó vào nó hốt luôn nhá, đâu phải đơn giản đâu. Còn mua bằng thì các bạn mua 1-2 triệu 4-5 triệu là mua được thôi, nhưng mà quan trọng đó có phải là bằng thật hay không. Bằng thật với bằng giả là nó có cái dấu đỏ ấy, mà cái dấu đỏ nó phải là thật là tốt. Lúc nào chị lấy bộ nám tàn nhang. Trang La Gia ơi, lấy không hết nhá, nó cháy hàng là hết luôn đấy. Đây là của em đây, các bác thấy mặt em không, họ tên của em không, đây đó bằng của em này. Đây là bằng phun xăm nha, đây các bạn nhìn thấy, đây là bằng phun xăm này. Còn đây là bằng chăm sóc da này, chuyên nghiệp này. Em mới thi lấy hôm trước em quay livestream ấy, nhưng mà em bị bắt điện thoại, người ta không cho quay livestream khi mà thi, nên mà em không thể thi được. Em lúc em livestream là em không thể ấy được. Đây các bạn nhìn, đây là bằng chăm sóc da này, đây là bằng chăm sóc da, còn đây là bằng phun xăm. Em có tất cả là hai bằng đấy, hai bằng. Còn bằng làm tóc thì em chưa có, bằng làm tóc thì chắc là vài hôm nữa thi. À, để vài hôm nữa nếu mà có cái hội thảo nào đó thì mình đi thi mình lấy luôn bằng, để các bạn tin tưởng hơn ý. Những cái lúc mà khách hàng mà người ta đến tiệm người ta làm ý, người ta nhìn thấy bằng là người ta cũng tin tưởng mình hơn. Đấy, quan trọng nó ở cái tay nghề ý, quan trọng nó ở cái... Khánh Ly chị gửi về bà nội rồi. Đây nhá các bạn nhá, bằng đây này. Đó, làm cái gì nó cũng phải cần có bằng cấp đàng hoàng, kể cả phun môi hay phun xăm cũng thế. Ok em, Mai xin nghỉ việc rồi, ok. Đấy, bằng là em dựng ngay ở trên này, cho em xếp ép em đi dựng bằng cái này nhá các bạn nhá. Cho đi dựng bằng này. Không nhét được các bạn ạ, khổ lắm thôi, không thể nhét được cái bằng nó vào, chỉ có chồng mới nhét được thôi. Mình tay yếu, mình không đẩn được cái bằng nó vào trong ấy. Đấy, làm cái gì nó cũng phải có bằng, kể cả đào tạo học viên các thứ cũng thế. Học viên ấy thì nếu mà đào tạo xong là mình thường hay cho đi thi để lấy bằng. Chỉ cần đóng 500.000 là thi lấy được bằng thôi. Các bạn không phải mua với giá là 4-5 triệu một cái bằng, nó lãng phí. Mình có tay nghề thì mình cứ đi thi mà lấy bằng. Chỉ cần đóng tiền hồ sơ 500.000 thôi là thi được thôi. Dễ lắm. Lấy bằng phun xăm các thứ dễ lắm nhá. Đấy, các bạn nào nhắn tin, đang nhắn tin thì chút xíu Linh dép nhá, bởi vì là Linh không dép được luôn, bởi vì là đang livestream. Bạn nào muốn tư vấn về da nào để bé Linh tư vấn nào. Đấy, da đẹp nhá, da trắng da đẹp nhá, cực đẹp luôn nha. Đây đó, các bạn nhìn thấy da cực cực mốt luôn, giống như kiểu là mẹ da Hàn Quốc ấy chứ, da gái Việt Nam mà giống như kiểu da gái Hàn đấy chứ, đúng không các bạn. Đây là bộ trị nám trắng da này, còn đây là bộ trắng da chuyên sâu, có nghĩa là khi mà các bạn sử dụng trắng da thì các bạn dùng bộ này, còn khi các bạn muốn trị nám trị mụn trắng da các bạn dùng bộ này, gồm 5 thứ. Đồng giá 190.000.
Đối với những bạn nào mà muốn trắng da thì sử dụng tắm trắng Nam Anh Khương với cả là body Nam Anh Khương. Một hộp của nó dùng đến lâu lắm, một hộp của nó dùng được 6-7 tháng cơ. Đấy, livestream là phải nói thật luôn. Đây này, một hộp to đùng chà bá này. Một hộp to lắm chứ không phải là to vừa đâu. Em giới thiệu trắng da body đi. À vâng chị, để em giới thiệu qua chị cái hộp trắng da body này nha. Nãy giờ em cứ đứng em kê cái điện thoại ý. Đây, spa của Linh cung cấp con kem body cho mọi người là kem body Nam Anh Khương nhá. Là gồm có một body này, một body với cả là một set tắm trắng. Mà một body là giá là 390 tặng một set tắm trắng. Lan Anh ơi, mua một gói tàn nhang chỉ với 190.000 thôi. 190.000 nhá. Chị Linh này gần hết tàn nhang rồi, đây này, nám tàn nhang này để xong một mặt như này này đăng lên Facebook đấy. Mọi người so sánh trước và sau đấy. Trời ơi, nhiều tàn nhang dã man mà bây giờ da trắng nõn, không cần phải đánh phấn, chỉ cần đánh son là livestream được rồi. Đây nhá, một bộ này 190.000 nhá. Chị nám này, đây các em nhìn này. Đây là ba thứ này, 1, 2, 3 này, 4, 5 này. Sản phẩm chị nám tàn nhang trắng da từ Thái Lan. Bạn nào tin thì dùng, không tin thì thôi. Nếu bạn nào không tin thì bạn sẽ hối hận, bởi vì là chưa biết được đến một sản phẩm vừa rẻ vừa đẹp như này, vừa tốt như này. Bản thân em đang dùng nói sai mất lộc luôn. Nói sai là mất lộc làm ăn luôn, nói thật luôn. Là bản thân em đang dùng cái bộ này luôn nhá. Đấy, nói sai là mất lộc luôn đấy. Các bạn yên tâm đi, bởi vì là mình làm ăn lớn, mình không phải là Chu Khánh Linh. Mẹ em bảo chiều lên mà không biết chỗ Chu Khánh Linh. Bảo vệ là nó ở gần cái chỗ bảng chùa Kim Quy á, đi đến cái chỗ mà đường Ngã Rẽ vào Yên Hạnh, 17 Yên Hạnh thị trấn Nga Sơn, nó ở gần giáp cái đường to ở Nga Sơn luôn. Đấy, chưa đến nhá. Đây là vẫn là thị trấn nhưng mà biết như nào nhờ, kiểu là cứ đi ra ngoài là mất mạng ấy, không dám ra ngoài để livestream cho mọi người xem ấy. Nói chung đi ra ngoài là mất mạng. 17 Yên Hạnh thị trấn Nga Sơn. Đấy, lên bảo mẹ lên chị chăm sóc da cho. Rẻ béo mà, dẻo mà tốt chứ. Mình dùng á, kể cả từ cái dầu gội này, hay là từ cái vitamin E mà để massage mặt khi mà gội đầu ấy, cũng sử dụng cái loại vitamin E của Nhật. Nó không phải là sử dụng cái vitamin E nắp xanh đâu. Em cũng đang dùng da mịn lắm luôn, cảm ơn Vân Vân nha. Lan Anh, nó có bị sưng mặt không nàng ơi? Không đâu nàng ơi, yên tâm nha. Không bị sưng mặt nha nàng. Nàng yên tâm 100% nha khi sử dụng nhà em nha. Chu Khánh Linh, mẹ em lên làm tóc chị ạ. Ok Chu Khánh Linh nha. Bảo mẹ là đến chỗ cái chỗ bảng mà chỉ dẫn chùa Kim Quy á, có nghĩa là đi thẳng cái đường đi lên huyện đấy. Cái chỗ mà có cái chỉ dẫn là chùa Kim Quy đấy, trẻ vào. Có nghĩa là trẻ vào cái chỗ 17 Yên Hạnh đây, để chị quay cho. Chị quay cho nhá. Để chị quay cho nhá. Đây. Các bạn chỉ cần đi như này các bạn thấy này. Đây đây là nhà em nha, đây là ở bên trong nhà đấy. Còn ở ngoài này các bạn nhìn nhá. Đây nó rất là nắng. Nó rất là nắng, em chỉ quay cho mọi người thấy thôi. Đây. Thấy chưa? 17 đường Yên Hạnh thị trấn Nga Sơn nha. Đây, tóc móng da Ngọc Linh. Đấy mọi người nhá. Đây ngay ở cái đường huyện đi vào một tí thôi. Ngay ở cái đường huyện đi vào một tí thôi mà. Nó không xa đâu. Nó gần lắm, nó không có xa. Gần lắm luôn. Không xa đâu mọi người ơi. Đi một tí thôi, eo ơi nắng lắm, đi ra ngoài một tí là thấy nắng hết cả người rồi. Đó, nắng điên hết cả người. Em dùng chị nám bên dạ rát rát. Khi kem ban ngày nếu mà bị nó là nếu mà em mà bị rát với lại cả là em bị thấy bóc bóc mà cái kiểu là bị mốc mốc ấy, là có nghĩa là da em đang chuẩn bị tẩy hết mớ tế bào chết ở bên ngoài ấy, và những cái lỗ chân lông của em nó ra ngoài ấy, cho nên em cảm thấy nó bị rát rát và đỏ. Nếu các bạn mà sử dụng trắng da ấy thì không sao, không có ảnh hưởng. Nhưng mà các bạn sử dụng trị nám tàn nhang trị mụn ấy, là thường hay là có một số loại da nó sẽ gây kích thích đỏ này, và nó sẽ gây cho các bạn là một cái cảm giác là hơi rát khi các bạn sử dụng cái kem trị nám đấy. Nó cảm giác hơi rát, đó là cái tác dụng bình thường của sản phẩm thôi,
nhá. Yên tâm 100% là cái sản phẩm nhà chị, nó yên tâm 100% nó không có chất tẩy, bởi vì là chị lấy nhập khẩu từ Thái Lan hàng chuẩn luôn, chứ không phải là hàng vớ vẩn đâu, không phải là hàng nội địa. Nếu mà một số các em bán hàng nội địa thì đừng bao giờ cạnh tranh với chị Linh nhá, bởi vì là chị không muốn nói chuyện với. Có rất là nhiều bạn, các bạn chào giá, các bạn chào giá là 120, 130, nhưng mà chị Linh không nhập đâu, các bạn đừng chào, bởi vì là chị Linh chỉ lấy hàng của chuẩn của Thái thôi. Tại vì chị Linh bán sờ ba, chị Linh không nhập hàng của nội địa đâu nhá. Hàng nội địa nó rẻ lắm nhưng mà không nhập đâu. Bán hàng là phải lấy thương hiệu, với cả là cả cái thương hiệu sờ ba của người ta, những mai người ta dùng da mặt người ta làm sao, người ta kiện mình như sao, đúng không? Nó phải tốt chứ, cái sản phẩm nó phải tốt chứ. Nhung Thị Nguyễn, Phạm Thị Mỹ Linh, Nguyễn Huyền Tâm, chào Huyền Tâm. Đó, không thể live stream bằng nick Facebook Linh Đe Te được, nên mà bắt buộc phải live stream bằng cái nick Facebook này. Ai yêu quý Linh thì cho Linh một lượt chia sẻ nha. Ngọc Sinh, chào Ngọc Sinh nha. Đó. À, các chế có muốn dạy make up không nào, để Linh dạy make up nào. Rất là lâu rồi không make up này. Rất là lâu rồi không make up. Đánh tim hồng cho đẹp nhé. Đó, make up. Khi mà sử dụng bộ này tốt nhất là không nên dùng cái gì cả. Mình thường hay đánh mắt màu cam này các bạn này. Thường hay mình đánh mắt màu cam ấy cũng rất là tốt. Mắt màu cam cũng rất là đẹp. Đấy, khi bộ chị nám tàn nhang. Đây bà ơi, bộ chị nám tàn nhang đây. Để cho mọi người xem nhá, chị nám tàn nhang, chị mụn trắng da. Nó gồm rất là nhiều công dụng, đồi mồi nữa. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đây là 5 sản phẩm dành cho chị nám tàn nhang, chị mụn trắng da nhá. Còn đây là bộ sản phẩm dành cho trắng da không, có nghĩa là chỉ có mình trắng da thôi. Đấy mọi người ạ, em giới thiệu rất là nhiều rồi. Mình rất là thích đánh mắt đấy, nhưng mà bình thường mình đi chơi mình rất là ít khi đánh mắt á. Đánh mắt này mình lấy mã hồng mình đánh cũng được nha các bạn nha, không cần phải là. Đấy các bạn cũng không cần phải lấy phấn mắt đâu. Lấy mã hồng mà đánh cho nó đẹp. Đấy nhìn nó sâu tay đúng không? Trang điểm cho nó đẹp, tại vì lâu nay không trang điểm rồi. Từ khi mà dùng bộ mỹ phẩm này là không trang điểm, bởi vì da mặt nó quá là đẹp rồi, cho nên mà không có trang điểm ấy. Đây là bộ bằng mắt mà dành cho hay trang điểm cho khách hàng ấy. Đây mình sẽ chọn cái màu trắng đục ấy, cho vào kẽ mắt này. Đấy các bạn thấy chưa, trông nó tây đúng không? Nó cái góc mắt nó hơi trắng trắng nhưng nó đẹp. Có khi là mình phải làm clip dạy make up thôi cho các bạn, để các bạn make up ở nhà ấy. Đó, rất là tây, cái mắt rất là tây. Cho thêm, nếu mà đuôi mắt ấy, các bạn nên cho thêm một cái màu như kiểu là Linh đang làm, đây là tông cam đúng không? Thì mình sẽ cho cái màu gì được. Trong cái bảng màu này là có màu đây. Đầu mắt cho màu xám này. Đầu mắt nhìn giống như con cà ve ạ nhỉ. Nó hơi đậm á. Cái đuôi mắt thì tốt nhất là không nên cho, nên mà cho phải nên mà khi mà khi đuôi mắt á cho màu đậm lên, tán đậm lên một tí. Đấy, tán đậm lên, lấy cái màu tán đậm lên một tí. Cái màu mắt nó rất là bền á. Tán nhạt thôi. Đấy, cái màu mắt nó rất là bền nhưng mà nó rất là. Tán cực nhạt thôi thì nó đẹp. Làm cái clip dạy make up nhỉ? Chắc là phải làm clip dạy make up. Đấy. Đấy, cái mắt chỉ cần nó hơi nó đẹp đẹp như này là được rồi. Sau đó là kẻ một cái mắt nước đi. Lấy cái mắt nước đi. Đây này.
Các bạn mua lấy một cây mắt nước mà kẻ mắt cho đẹp. Nói chung là hâm hâm lên thôi, livestream để dạy mọi người tại vì cũng đang rảnh á. Trời ơi, kẻ to quá. Kẻ to quá trông nó hơi sợ nhỉ. Tại vì cái kẻ mắt nước này nó bị hỏng rồi. Nó bị lâu quá gì. Cái kiểu mình đánh cho khách lâu quá gì. Lâu quá rồi cho nên mà nó bị hỏng ấy. Mình sẽ trang điểm theo kiểu mắt búp bê luôn. Cho cái đuôi to to lên. Nếu mà các bạn mà kẻ mắt bị lỗi rồi á, các bạn nên kẻ cho nó thành mắt búp bê nhá. Đây. Cái kẻ mắt này nó bị lỗi rồi. Nó bị lỗi rồi á mọi người. Đó, kẻ to ra cho nó thành mắt búp bê luôn. Cho nó kẻ to ra cho nó thành mắt búp bê luôn này. Sau đó là gắn mi giã vào. Gắn mi giã vào thì nó sẽ rất là tây, rất là sắc, kiểu giống như kiểu là con chi nhỉ? Giống như kiểu là cái con hồ ly tinh á. Nhìn kinh vãi đái. Nhìn sắc sảo nhờ, nhìn sắc sảo nhờ, cái mắt nó sắc sảo không? Đây, sửa ngay cho em đẹp luôn. Nào. Muốn sửa đẹp nhá. Đây mắt kinh kinh chết người đi. Kẻ mắt rất là kinh. Cho nên mà muốn sửa cho nó đẹp thì lấy cái tí nước. Lau đi, lau nhẹ đi là được. Bởi vì là kẻ nó cái mắt nước này nó bị hư rồi. Mắt nước này nó bị hư rồi nhưng mà sẽ có cái cách mà đánh sửa đấy. Sau đó là đánh trận trận màu mắt lên. Đánh trận cái màu mắt lên là nó rất là đẹp. Cái này chỉ có hot girl bọn trang điểm hơi đậm thôi, mình trang điểm nó nhẹ một chút xíu thì nó sẽ đẹp hơn. Lau. Cải lại, cải bằng cái loại cái bút này nó bị hỏng rồi. Nó bị tè đầu rồi, nó rất là gớm. Nhìn nó rất là kinh á. Nhìn nó sợ lắm. Đấy. Nó rất là kinh đúng không? Với lại cả là nhìn ở trong cái màn hình này nó cũng có make up được đâu. Rồi, lại nào. Đang mascara đấy. Kiểu mình chuốt mascara ấy, mình đụng nước vào nó hơi lem ấy. Đây, lại nhá. Lại nhá. Đợi một chút xíu nhá. Ây, quê quá. Lại nào. Đấy, lại. Kẻ mắt lại nhá. Tại vì là do cái này nó bị hỏng rồi ấy. Sẽ kẻ lại cho nó đẹp hơn. Tại vì trong cái mắt nó hơi sắc. Nhá, lại nhá. Tán này. Lấy cái tay á. Tay mình tán màu mắt đẹp mà. Không cần phải có chổi đâu các bạn. Các bạn không cần phải có chổi đâu. Lấy tay dùng là được rồi.
Tán một mắt chỉ cần lấy tay thôi. Chưa? Đó, trông nó hồng hồng ý. Cho nó đẹp đẹp ý, cho nó xinh xinh ý. Rồi, bắt đầu kẻ mắt lại nha. Đâu để em tìm cái bút này. Đây, em hay kẻ bằng cái bút dạ này này thì nó sẽ nét, nó sẽ đẹp hơn. Các bạn nhìn nhá. Đây. Da mặt không đánh phấn cho nên mà nó kẻ nó rất là đẹp. Đây, kẻ bằng bút dạ nó đẹp hơn rất là nhiều đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy cái kẻ bằng bút dạ nó đẹp hơn không? Cái cây kẻ mắt nước này này là em dùng cách đây được hơn 2 năm rồi nên mà nó rất là khô và đặc biệt là nó bị tè mất cái đầu rồi. Đấy, các bạn nhìn này, cái đầu của nó tè ra như thế này rồi, nó to như thế này rồi nên mà không thể dùng được. Và kẻ nét nó rất là to nên mà mình không thể dùng được. Nên mình phải dùng bằng cái loại bút kẻ dạ đây này. Đây nhá, mọi người kẻ này. Áp sát vào đầu bút. Đây. Đấy, mọi người thấy cái kẻ bút dạ này rất là dễ đúng không? Và đặc biệt là rất là đẹp. Bạn nào mà đang làm salon thì các bạn có thể trang điểm luôn cho khách hàng luôn. Kéo cái đuôi nhẹ thôi, đấy, kéo cái đuôi cực nhẹ nhá. Các bạn thấy mình kẻ bằng cái mắt nước này trông nó đẹp không? Đấy, mắt nước này mình không bán nhá, mình không busy đâu. Tại vì hôm nay mình âm lên mình trang điểm cho mọi người xem nha. Còn da mặt nhá, da mặt thì mọi người một là đánh kem nền. Tại vì da mình nó quá là trắng rồi nên mà mình sẽ không dùng cái gì cả ngoài phấn má hồng. Phá hồng á, phá hồng mọi người quẹt từ dưới quẹt lên này. Quẹt từ dưới quẹt lên này, trông cho nó vê á. Nó vê like á mọi người. Đấy. Kẹp từ dưới kẹp lên. Mình đánh má hồng rất là đơn giản. Và đặc biệt là đánh nó xong bắt đầu lấy tay, hai tay xoa đều. Tán. Đấy, trông cái mặt nó rất là hồng hồng, rất là xinh xinh. Các bạn nên che khuyết điểm hay là cái gì đó. Mặt Linh đang có nám ấy nè. Linh đang sử dụng cái bộ kem trị nám của nhà Linh ấy, 190.000 ấy. Đấy, còn nếu mà những ai mà muốn cái kiểu là vê like á, những ai mà muốn cái kiểu cái like á, mọi người thấy này, có cái bút kẻ định hình á. Ừ. Cái bút kẻ định hình ấy làm cho cái mình của mình nó trắng hơn, nó tốt hơn. Còn đây là những cái chỗ điểm cần bóng này thì mọi người đánh ở những cái điểm cần bóng, ví dụ như là vùng mũi này hay là những cái vùng trán này. Vùng mũi này muốn cho mũi cao hơn nhá. Đấy, còn những cái bút mà như này mọi người tán nhẹ. Đấy, cái này là cái kiểu như là mình đang hướng dẫn cho mọi người cái cách mà trang điểm ở nhà ấy. Có nghĩa là mọi người trang điểm ở nhà mà nó không bị quá là lố. Có rất là nhiều con thì mẹ đi ở nhà mà đi chơi á, đi chơi mà trang điểm cực lố, kiểu trang điểm rất là nhẹ nhàng thôi. Trang điểm thì trang điểm nhẹ nhàng thôi. Đây, mọi người tán nhẹ về hai bên nhá. Đó, trông cái mặt nó gọn hơn rất là nhiều chưa? Mọi người trông cái mặt nó gọn hơn rất là nhiều. Nếu mà mọi người đánh thêm một chút phấn trắng ở bên trên nữa thì là quá tuyệt vời luôn. Cái này mình mua ở tiệm thôi. Đấy, trông cái mặt mình nó gọn hơn rất là nhiều đúng không? Mọi người có thấy cái mặt mình này. Đó, cái vùng này nó gọn hơn. Nó cái kiểu nó dốc hơn. Mọi người nhìn thấy cái điểm nó dốc hơn nhá. Còn vùng mũi này mọi người tán này. Có chổi tán càng tốt. Bởi vì là Linh thì Linh làm nghề á, kiểu mình có đầy đủ tất cả các chổi á. Như các bạn thì các bạn không có chổi, các bạn không có chổi các bạn mua. Không thì không cần mua. Tán bằng tay cũng được. Đập cái chổi đi cho nó bay hết đi. Tán dọc sống mũi xuống. Đây là cách trang điểm dễ nhất mà không bị. Đấy.
vùng mũi rất là cao, tí nữa dặm phấn nữa là quá là đẹp luôn. Tí nữa dặm phấn nữa là quá là đẹp luôn. Cần thiết thì có thể che khuyết điểm này. Ví dụ như những cái vùng mà cần che khuyết điểm này thì mọi người che khuyết điểm vào. Đấy. Nét chưa? Mọi người thấy em xinh hơn rất là nhiều chưa? Đó rất là đơn giản đúng không? Những cái mà trang điểm mà mọi người tưởng tượng là nó rất là khó nhưng mà thật ra nó rất là đơn giản. Sau đó mọi người chuốt mascara, sau đó là nói chung là đi chơi thì chỉ cần nên trang điểm như thế thôi. Sau đó là dậm phấn. Dậm phấn thì tốt nhất là mọi người nên mua phấn bột. Nếu mà mọi người biết đánh rồi thì mua phấn bột. Còn nếu mà các bạn mà chưa biết đánh thì các bạn nên nên sử dụng phấn 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 ấy á. Các bạn dậm này. Đó, nhìn thấy nó trắng hơn đấy. Không thì đấy, đánh phấn, dậm phấn vào. Không thì lấy cái, nếu mà không có chổi á, nếu mà cái chổi này nó chủ động hơn, cái vùng nào mà mình muốn đánh thì mình đánh. Còn nếu mà mọi người không có chổi thì mọi người dùng cái mút đánh phấn này thì nó dễ hơn rất là nhiều, nhưng mà nó không chủ động được. Đánh phấn nó dễ nhỉ. Chị ơi, chị có xài thêm kem gì không mà trắng quá? Chị dùng kem trắng da để chị nám chứ dùng cái gì đâu. Chị có dùng cái gì đâu. Nói chung là nếu mà bình thường mà Linh trang điểm ấy là Linh thường hay sử dụng má hồng trước khi mà mình đánh phấn, bởi vì là cho nó ẩn bớt má hồng đi cho nó đẹp, cho nó tự nhiên. Không thì mọi người có thể dùng sau cũng được. Như Linh là Linh quen đánh cái kiểu má hồng kiểu dốc dốc này này, chứ không muốn đánh theo kiểu tròn ấy. Đây này. Không thì một vùng như này, mọi người quay tròn một vùng như này này, đánh má hồng rất là đẹp. Đây, đánh đậm một tí cũng được, không sao. Tán nhẹ. Cái tông này cực đẹp này, cái tông 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 này cực nhẹ nhàng này. Cực đẹp đúng không mọi người? Cái tông này rất là nhẹ nhàng và rất là đẹp dành cho những cái bạn mà. Đấy các bạn nhìn thấy tông rất là đẹp đúng không? Rất là nhẹ nhàng mà rất đấy. Rất là nhẹ nhàng. Kể cả mắt các thứ cũng rất là nhẹ nhàng. Các bạn thấy nó đẹp, nó rất là nhẹ nhàng đúng không? Nó rất là để nhẹ nhàng dành cho những bạn nào mà đi mịn này, hay là những bạn nào mà đi chơi này, hoặc là đi event này, hoặc là đi tiệc này. Nhẹ nhàng lắm, em đi đám cưới có từ là em đánh nhẹ nhàng lắm, không đánh đậm đâu. Đây, còn bây giờ em sẽ biến hóa cho em thành một con mà cực kỳ kinh khủng, cực kỳ gọi là sắc sảo nhá. Em bây giờ em biến hóa cho các bạn xem. Sắc sảo cực kỳ luôn. Hôm nay Hâm Hâm lên là hướng dẫn mọi người chơi mọi người đánh chơi mọi người, bởi vì đang rảnh. Rất là rảnh. Đây. Sẽ hướng dẫn cho mọi người biến em thành một cái con cáo hộp nhá. Có nghĩa là một cái con gọi là nghịch ngợm ấy. Nghịch ngợm hơn. Em sẽ đánh cho mọi người xem cái con mà nghịch ngợm hơn nhá. Cho mọi người xem này. Tông nó nghịch hơn nhá. Hướng dẫn cho mọi người cái cách mà nghịch nghịch này. Cho nó sắc sảo hơn ấy. Mọi người đánh dài cái đuôi mắt ra. Có nghĩa là khi mà muốn sắc sảo thì mọi người phải đánh dài cái đuôi mắt ra. Luôn luôn kéo cái bút này này theo cái chiều của ấy á. Đó. Em đang phối theo kiểu xanh á. Cái này là em biến thành một cái con mà dân chơi ấy. Kiểu hay đi ba đi bùng ấy. Biến thành một con dân chơi nhá, các bạn nhìn nhá. Nó khác nhau hoàn toàn. Trang điểm là cái nghệ thuật mà, nó khác nhau hoàn toàn ấy. Em mua cái bộ cọ này có 30.000 thôi nhưng mà sắc sảo hơn rất là nhiều nhá. Đi ba đi bùng là người ta hay chơi ấy. Mấy cái con mà hay dân chơi ấy. Hoặc là mọi người đánh có thể là đánh màu đỏ nhá, nhưng mà em thích màu xanh hơn. Cho nên em đánh màu xanh cho cái mắt nó vướt hơn nhá.
Còn riêng về kẻ mắt thì như nào? Kẻ mắt thì mọi người sẽ phải kẻ như này. Kẻ mắt thì mọi người lại không kẻ giống như này nữa. Mọi người kẻ theo cái chiều này cho em. Vắt ngược lên. Vắt ngược nó lên cho nó sắc. Phần đuôi mắt thì tốt nhất là nên mờ hơn một chút xíu thì đẹp hơn đó. Con này là con đi ba nha các bạn nha. Con này là con hay đi ba. Còn lúc nãy là con nhẹ nhàng, con hiền hậu. Lâu lắm rồi không make up rồi đấy, hai năm rồi đấy. Từ cái lúc mà em dùng cái bộ chị nám trắng da đó là em không có make up nữa. Em không có make up nữa. Đây mọi người nhìn nhá. Đây bây giờ em sẽ cho mọi người xem cái con hay đi ba đi bụng nhá. Đây, cái con hay đi ba ấy là thường hay là nó kẻ mày ấy. Nó kẻ mày nó sắc hơn và nó đánh son màu sắc hơn. Nó đậm lên. Nó đậm hơn, cái con mà hay đi ba là nó đậm hơn. Em đánh quen cái kiểu này rồi, đấy. Mọi người thấy cái lông mày của em nó nét hơn rất là nhiều không? Em đánh quen theo cái kiểu bôi bôi chết chết rồi nên mà em không đánh theo cái kiểu mà nó chuyên nghiệp được. Em đánh theo kiểu là bụi bụi đời á. Đó, mọi người thấy cái lông mày nó khác hẳn không? Nó khác hẳn không ạ? Cái này là cái con đi ba nha các bạn nhá. Con này là chuyên đi ba. Còn cái con mà chuyên kiểu là chuyên chuyên mà đi tiệc ấy là cái con mà lúc nãy nhá. Đấy, con chuyên đi ba nó sắc sảo hơn này. Đây các bạn nhìn này. Đó, nó sắc sảo hơn rất là nhiều nhá. Đó. Bạn thấy chưa? Chị Linh không hợp kiểu này đâu. Đây, cái kiểu này là cái kiểu sắc sảo, cái kiểu con đi ba nhá. Thay đổi một cái màu son nữa. Là mọi người thấy cái màu son là nó sẽ làm cho mọi người. Đây em sẽ xóa cái màu son này đi. Có thể biến hóa rất là nhiều bởi vì là cái màu che khuyết điểm á, mọi người bôi với son, mọi người trộn lộn với nhau là nó sẽ thành màu cam đất. Đây. Con này nó đánh đá và gớm mặt hơn. Hiện tại thì em đang không có màu son. Cho nên mà em sẽ đánh cái màu son kiểu che khuyết điểm này cho mọi người xem nhá. Hoặc là mọi người đánh màu này. Đây này, không cho mắt, tí mắt màu đuôi, màu đỏ đỏ này vào này cũng được này. Đấy, cho tí màu đỏ vào, nó trông nó tây này. Thấy chưa? Mọi người thấy con này nó đánh đá cá cày hơn chưa? Nó gớm mặt hơn chưa? Mọi người nên đánh son, ví dụ như đánh son màu này này, nó cũng rất là đẹp. Đánh những cái màu tối á, màu bả trầu này, hay là những cái màu mà màu xanh hoặc là cái màu tím ấy, thì nó sẽ tốt hơn. Đây. Cái này nữa mà gắn được cái mi nữa là tuyệt vời. Cái này mà gắn được cái mi nữa là cực kỳ tuyệt vời luôn nhá. Gắn cái mi rất là tuyệt vời luôn. Nói chung là khi mà cái con mà ăn chơi thì cái mặt thường hay ve line hơn. Cho nên các bạn đánh thêm một chút ve line nữa. Đánh thật nhiều lên. Có nghĩa là đánh thêm ve line vào cho nó đẹp nhá. Có nghĩa là những con ăn chơi thường hay là nó hơi ve lai một chút xíu. Nó không hiền đâu.
cái mặt nó kinh hơn chưa? Đó. Hello Lý Nguyễn. Đám xong cho em. Đó, mọi người thấy cái mặt kinh không? Biến hóa nhanh nhỉ? Thấy chưa? Ok chưa? Mọi người cảm thấy là em Linh nó biến thành một cái con kinh khủng hơn một chút xíu chưa ạ? Đây. Nó rất là sắc đúng không mọi người? Mọi người thấy nó rất là sắc không ạ? Cái nét, cái cách trang điểm của nó rất là sắc. Đây. Mọi người nhìn rõ hơn một chút xíu này. Nó rất là sắc, đặc biệt là nó rất là sexy. Sexy đấy, nó rất là sexy. Đấy. Đánh đá, rất là gớm mặt. Rất là đánh đá. Và em Linh có hợp với kiểu này không hả mọi người? Em Linh hợp cái kiểu là công chúa hơn mọi người nhỉ? Mọi người thấy em Linh hợp với cái kiểu công chúa hơn đúng không? Cái này mà làm kiểu tóc kiểu là xoăn xoăn một tí nữa là đẹp này. Mà cái kiểu mình làm cái kiểu này nhá. Sau đó là mình make up cái kiểu này này xong rồi mình lên mình chửi livestream, mình chửi mấy cái con bo màng thì đúng là tuyệt vời đúng không các bạn nhỉ? Đó, cái này thì mọi người nên gắn mi. Nếu mà các bạn đánh trang điểm nếu kiểu đậm đậm ấy thì các bạn nên gắn mi lên thì nó tây lắm. Trông nó tây lắm. Ý là gắn cái mi giã lên nhá. Đây em ví dụ mọi người nhá, trong cái mắt có sắc không thì là nó do cái mi hết, cho nên các bạn nếu mà các bạn nối mi được thì tốt, các bạn nối mi được thì tốt. Đây các bạn nhìn nhá, nó sẽ khác hẳn với lại Linh không gắn mi này. Định đặt lên cho mọi người xem nhưng mà chắc là không đặt được. Phải có keo mới đặt được. Đấy mọi người nhìn xem. Cho thêm cái mi cái mắt nó kinh không? Đó mọi người nhìn xem. Cho thêm cái mi nhá. Cái mi nó dài, nó cong thật cong. Xong mọi người chuốt mascara. Cái mắt cực kỳ kinh luôn, nhìn rất là sợ luôn. Đây là kiểu make up mà nó kiểu ăn chơi một tí á. Thì nếu mà mọi người muốn mà ăn chơi nữa, nếu mà ăn chơi nữa thì nó cũng vẫn được. Bởi vì là mọi người chỉ cần thay đổi màu son với cả là thay đổi một chút make up thôi là nó sẽ biến cho mọi người thành một cái con già già ấy. Màu son nó quy định rất là nhiều. Ví dụ như là màu son này và cái tóc nó quy định rất là nhiều. Đấy, cái màu son của các bạn ấy, ví dụ như các bạn muốn nhẹ nhàng các bạn dùng màu hồng cũng được, hoặc là đánh màu son khác. Như hiện tại ở đây thì em Linh hết màu son rồi. Em Linh không còn màu son gì cả. Đây nha. Các bạn nhìn đây nhá. Đây là mặt của em Linh nhá. Chuyển sang một cái màu hồng nhá. Khi các bạn đánh son ấy. Đây em Linh sẽ chuyển sang cho các bạn xem màu hồng này. Nó trông nó baby hơn rất là nhiều nhá. Nhìn nhá. Không xóa. Cùng cái mặt đó nhưng mà đánh màu hồng thì nó quy định tất cả luôn. Đánh son màu hồng thì tự khắc là mình nó sẽ hiền hơn rất là nhiều so với lại khi các bạn đánh son màu khác. Như bây giờ là Linh đang đánh son trồng màu. Linh xóa cho các bạn xem. Nhá. Rồi. Nhá, đánh son màu hồng này. Các bạn xem nhìn khác hẳn màu này. Thấy chưa? Trông nó hiền đi rất là nhiều nhá. Đây khi mà xóa đôi mắt đi này trông các bạn hiền hơn rất là nhiều.
Đây là cái mắt mà cái kiểu như là mình kẻ cho cái kiểu là nghịch nghịch nhá. Bây giờ mình xóa đi. Trông nó hiền đi rất là nhiều, mình sẽ make up sang cái kiểu tông hồng nhá. Nãy giờ là mình đang make up tông cam đúng không? Đây, xóa đi, xóa cái má hồng, màu hồng đi. Chuyển sang tông hồng cho mọi người xem nhé. Tông hồng nó sẽ ngây thơ rất là nhiều. Thấy em nha, Lý Nguyễn nha. Đây, mọi người thấy chưa? Cái môi màu hồng rồi, nó rất là nhẹ nhàng đúng không? Mọi người thấy rất là nhẹ nhàng rồi. Bây giờ thì Linh sẽ make up cho mọi người xem cái kiểu tông hồng. Linh sẽ làm một cái clip dạy mọi người make up toàn bộ và rất là dễ dễ. Đây là màu hồng đúng không? Màu của hồng nhá. Mình sẽ dùng mình má hồng thôi, của cái Essan này thôi. Mọi người nhìn nhá. Trước tiên là mọi người tán mỏng này. Dùng cái màu hồng đấy, mọi người nhìn mắt nó là tây hơn rất là nhiều rồi đúng không? Kẻ mày thì tốt nhất là mọi người nên kẻ giống mày ngang như thế này để đẹp hơn này. Cái mày cong như thế này trông nó hiền hơn. Đây mọi người tán này, tán hai vùng mắt cho thật mỏng lên. Đấy. Cho thật màu hồng lên nhá. Mỏng lên nhá. Mỏng thật mỏng thôi. Ở bên ngoài mỏng thật mỏng thôi, đó. Mỏng thật mỏng thôi cho nó không bị xấu. Sau đó là mọi người tán. Sau đó là mọi người tán cho Linh cái đuôi đuôi mắt màu hồng thật hồng nhá. Đây, đuôi mắt thật hồng vào. Có nghĩa là ở trên thì nó đậm, nhưng mà ở dưới thì ở trên thì nó nhạt. Nhưng mà ở dưới thì nó phải đậm một tí, nhất là cái đuôi. Đó, cái đuôi này thật hồng vào. Make up tông hồng này cho những bạn mà đang tham khảo về cái make up. Tông hồng nhá. Rồi lật má hồng này. Cứ coi như là tất thần cái bước mà Linh đang làm là bước chuẩn hết đi. Có nghĩa là coi là mình đang làm nên mình sẽ đánh hai bên gò má thôi. Giờ cái màu hồng này mình sẽ không đánh nhiều, mình sẽ đánh hai bên gò má thôi các bạn ạ. Không đánh chéo như này nữa mà đánh hai bên gò má thôi. Kẻ tiếp lại cái lông mày này. Cho nó đều đi, nó bằng nhau đi nhá. Linh kẻ bằng cái lông mày này nó hơi khó kẻ đối với các bạn mà mới vào nghề. Nhưng mà các bạn mới vào nghề, đây cái lông mày này nó hơi khó kẻ một chút xíu. Bởi vì nó không có đường. Đó các bạn nhìn thấy lông mày khác hẳn chưa? Đây em được kẻ bằng cái lông mày này này. Nó hơi khó kẻ một chút xíu đối với các bạn mà mới vào nghề. Các bạn chưa kẻ được đâu bởi vì là kẻ quen rồi á, kiểu mình kẻ mày nó quen rồi thì các bạn mới kẻ được cái kiểu lông mày nó kiểu ngang ngang như này đó. Còn không thì các bạn dùng cái bút chì kẻ mày nó tiện hơn rất là nhiều. Đây mình sẽ rất là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đúng không các bạn? Rất là xinh và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Cần thiết thì kẻ mắt, không thì thôi. Đấy. Các bạn thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều chưa? Khi mà Linh làm tông hồng nhá, nó rất là nhẹ nhàng. Chỉ cần bằng một hộp má hồng thôi là mọi người có thể là làm tông hồng rồi. Khi mà nhìn bên ngoài nó rất là nhẹ nhàng. Đấy. Chỉ cần một kiểu tóc nữa thôi, có thể là những cái bà mà nhẹ nhàng á, các bạn kiểu tóc hơi nhẹ nhàng một tí xíu, xoăn xoăn một tí xíu đấy. Các bạn nhìn thấy đẹp hơn đúng không? Đấy, hôm nay Hâm Hâm thì giới thiệu cho mọi người thế thôi. Giới thiệu cho mọi người cách hướng dẫn như thế thôi. Còn đối với những cái vùng mà che khuyết điểm ý, thì mọi người nếu mà có xịt chống nắng ấy, có xịt chống nắng nhá, mọi người che khuyết điểm cực nhanh luôn. Đây, mọi người nhìn em che khuyết điểm này cực nhanh này. Thấy chưa? Cái này nó giúp cho che khuyết điểm mà lại chống nắng này. Mọi người nhìn đấy, xong mọi người đánh che khuyết điểm nhá. Mọi người sẽ không còn thấy vùng nám nó ở đâu nữa. Không cần phải mua BB các gì mất tiền oan. Chỉ cần mua cái lọ chống nắng xịn là được. Xịt cả vào mắt. Đấy, mọi người thấy chưa? Mọi người che khuyết điểm, mọi người chỉ cần là xong chút gì mọi người dặm phấn vào cái góc này cho Linh. Đấy, mọi người không còn thấy nám nữa. Nhưng mà tại vì em không make up, tính em là em không thích make up đâu. Cho nên mà mỗi lần em live stream mà em để mặt mộc em live stream là vì lý do là vì như thế.
Ê nha, mọi người sẽ không còn thấy nám nữa. Sau mọi người dậm phấn lên thì còn không thấy một cái gì luôn. Mọi người dậm phấn lên là không còn thấy. Dậm phấn lên là hết tinh luôn nhá. Nhưng bạn nào có tàn nhang thì các bạn đều có thể make up không nhìn thấy được. Các bạn thấy chưa? Đấy, rất là nhẹ nhàng. Sau đó thì mọi người lại đánh. Mọi người đánh bao nhiêu lớp cũng được, nhưng mà mọi người nhìn thấy nó đẹp là được. Mọi người đánh lại một chút má hồng lúc nãy á. Mà lúc nãy mình vứt đi á. Xong chưa mọi người? Đánh mắt hơi đậm một chút xíu nhá. Nhưng mà em đánh đậm để cho mọi người nhìn thấy được cái tông ấy. Còn đối với lại mọi người, khi mà mọi người make up ở bên ngoài thì mọi người không đánh đậm như thế. Còn nếu mà điểm chuyển sang màu đỏ nó lại khác. Chuyển sang môi đỏ một phát là khác luôn này. Đánh tông đỏ cho mọi người xem nhá. Tiện luôn nhá. Tông hồng là baby. Mọi người đánh tông đỏ này. Trong bản mắt lúc nào nó cũng có màu hết. Trong bản mắt lúc nào cũng có một cái màu. Màu đỏ. Đây. Xóa màu hồng đi, đánh sang tông đỏ nhé. Xóa mình chỗ bị tần phấn thôi. Đó, mọi người thấy chưa? Đây là tông đỏ nhá, mọi người dùng sang son nhá. Mọi người dùng son, mọi người đánh mắt cũng được nhá. Không phải nhất thiết là mọi người phải dùng ấy đâu. Mọi người nhìn này, mọi người tận dụng những cái gì mà có thể ở trong nhà, mọi người make up cho Linh. Không cần phải nhất thiết là mình phải có đủ đồ. Mình không cần phải có đủ đồ đâu. Mọi người thấy chưa? Tông đỏ nhá. Mà đánh son rất là lì và nó không trôi. Nếu mà muốn sắc sảo một tí nữa thì mọi người cho cây son nó cao lên. Đánh thật đậm vào phần đuôi mắt. Thấy chưa? Make up nó có rất là nhiều tông và phụ thuộc vào làn da của mỗi người. Nếu ai da trắng nên make up cái tông đỏ này cũng rất là đẹp. Mọi người nhìn mắt này, nhìn gần lại một chút xíu này. Đó, mọi người tán mắt thần móng nhé. Mọi người thấy chưa, mắt rất là đẹp đúng không? Còn cái má hồng nhá, mọi người đánh tông đỏ nhá. Má hồng này mọi người chấm cho Linh này. 2, 3, 4, 5, 6. Hoặc là vẽ cho Linh một cái hình trái tim nhỏ. Đó, hai bên hai cái hình trái tim nhỏ nhỏ thôi. Thấy chưa? Đánh má hồng của tông đỏ nhá. Các bác mà trang điểm thì không phải mất tiền đi trang điểm 20.000 trang điểm đâu. Lấy cái mút mút mà đánh kem nền á. Tán ra. Son này là son hơi lì, tán hơi mạnh nhá. Tán ngược lên trên. Như em là em muốn má cao. Còn đối với lại những bạn mà má không cao thì mọi người tán xuống dưới đều được. Tán kiểu gì cũng được, miễn là nó cảm thấy là make up nó đẹp là được. Make up nó dễ không mà. Bước đầu tiên là cứ là kem lót và kem nền. Kem lót là kem trang điểm của mình, có nghĩa là kem của mình đang dùng. Có thể là cái loại kem này cũng được, kem mà em Linh bán cũng được. Sau đó là mọi người đánh kem nền lên. Mọi người thấy tông đỏ nó đẹp không? Này, tông đỏ nó rất là đẹp đúng không? Cho những ai da trắng thì dùng tông đỏ nhá. Các bạn nhìn tông đỏ rất là đẹp này. Mà nhìn nói thật là các bạn nhìn ở bên ngoài nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Tông đỏ đấy. Mà rất là nhẹ nhàng, không không có sắc sảo đâu. Đừng có giống như mấy cái con quái vật nhá. Đánh xanh lét đi. Sau đó là sử dụng môi đỏ chót, đỏ chọt đi. Hoặc là như nào đó nó rất là xấu. Tốt nhất là nên nhẹ nhàng. Hoặc là cần thiết là không cần đánh mắt. Mọi người chỉ cần đánh má hồng một chút xíu thôi, cho nó hồng hồng tây tây là được. Thấy chưa? Đẹp chưa? Rồi ok, giới thiệu lại với mọi người nhá. Nhà Linh có 3 bộ, một bộ body là giá là 390, một bộ kem trị nám tàn nhang đồi mồi là giá là 190, còn trắng da là giá là 190.000. Trắng da đây em sẽ giới thiệu qua cho mọi người để em tắt livestream. Nãy giờ là hướng dẫn mọi người make up là quá lâu rồi.
Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gói này với giá là 190.000 nhá. Trên thị trường bán á, nếu mà hàng thật của nó là bán 550 đấy. Nhưng mà nhà em là em chuyển phát nhanh, cái dịch vụ chuyển phát nhanh của nước ngoài ấy, cho nên em lấy hàng từ nước ngoài về. Cái này là chị gái em làm bên Thái Lan ấy, chị lấy hàng về cho em sau. Còn đây là cái bộ sản phẩm này. Nhà em trang điểm là 20.000 một mặt nhá. Nhà em trang điểm là 20.000 một mặt. Còn đối với những bạn mà ví dụ như là cưới này, hay là những bạn mà nạp tài á, thì là 50.000 một mặt, có kèm mi. Đây các bạn nhá, là nhìn cái bộ sản phẩm này. Còn những bạn mà những cái cô mà hay đi chơi nhẹ nhàng ấy thì em có thể trang điểm 20.000 một mặt. Đấy các bạn nhìn này đây. Còn những bạn nào da đen mà muốn thay đổi mình thì rất là dễ, bởi vì là chỉ cần xịt một lớp xịt lên, xịt một lớp phấn xịt á, ở trong make up là nó có một lớp phấn xịt, nó sẽ làm thay đổi toàn bộ khuôn mặt của mọi người luôn. Sau đó là mọi người đánh cái gì cũng được, tạo khuôn cho mình, thay đổi khuôn mặt của mình. Em muốn mặt baby thì em vẫn làm được. Đây là em muốn mặt V-line thì nó V-line, còn nếu mà muốn mặt baby thì nó rất là dễ. Baby thì mọi người chỉ cần đánh phấn xung quanh mặt để cho nó có cái cảm giác là cái lòng trong của nó bị tối hơn, màu hơn ý. Thì nó sẽ tạo cái cảm giác là mặt của mình nó tròn hơn. Còn đối với những bạn mà gầy ý, thì các bạn đánh ra ngoài, có nghĩa là đánh phấn ra ngoài, cái này thì trong make up mới dậy được. Còn đối với các bạn thì nó khó, rất là khó dậy. Cái này là bộ trị nám này. Bộ trị nám Tân Nha 190.000 nhá, 190.000 một bộ. Đấy là bộ trị nám Tân Nha. Còn đối với lại bộ body là 390. Bộ body là gồm một kem body với cả là một một kem body với cả là một một gì nhỉ? Một kem body với một tấm trắng đấy, em tặng một tấm trắng đấy, tự dưng em quên mẹ mất. Hiền Sam chào Hiền Sam. Nhá, không cần phải make up nhiều đâu, mọi người đi chơi mọi người make up bằng son cũng được. Đánh một lớp phấn, đánh một lớp kem nền xong, đánh một lớp phấn, sau đó tạo khối xong bắt đầu đánh, lấy son mà đánh má hồng với cả là lấy son mà đánh ấy luôn, chứ không cần bằng mắt đâu. Như bọn em ở trong nghề thì bọn em cần bằng mắt, chứ còn như các chị thì không cần bằng mắt. Bọn em ở trong nghề này phải cần bằng mắt để trang điểm này, nhưng các chị thì không cần nhá. Đấy, xong rồi, trang điểm rất là nhẹ nhàng và rất là đẹp đúng không? Chào tất cả mọi người nha.